Chúc mừng sinh nhật. Quyền Linh trân trọng kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ ba thí sinh. Họ sẽ giới thiệu về mình như thế nào? Xin mời quý vị hướng về màn hình. Bé và mẹ ngồi bên hoa hóng mát, hát vang trời điệp khúc của mùa xuân, miệng cười tươi e ấp mối tình đầu. Chúc mừng sinh nhật Thu Yến. Thí sinh thứ hai, áo dài yểu điệu thước tha, áo xanh tình nguyện ngồi trên ngai vàng, vừa tay em đứng em chào, mà sao chẳng thấy chàng nào xung quanh. Chúc mừng sinh nhật Bích Trâm. Thí sinh thứ ba, 3 tuổi không chịu khoe răng, đến 5-6 tuổi xuống rồi mới khoe. Bạn ơi mình nói bạn nghe, đến 5-19 lại khoe răng cười. Chúc mừng sinh nhật Văn Anh. Chào bạn. Xin chào anh Linh. Hôm nay bạn làm mái tóc rất ấn tượng đối với tất cả mọi người đúng không? Mình làm mái tóc này mấy người bạn của mình cứ nói mình là MC Black. Giọng cười cũng giống mà. Hát thử có giống không? Thôi giờ em phát một bài xuân nha. Rồi. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nói vui nào vui hơn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc muôn người gặp nhiều an khang. Nếu như bạn muốn giống Sulek là phải gào lên. Xuân ơi xuân xuân đã về. Gào lên như vậy ha. Hôm nay bạn đến chương trường với ai? Mình đến với là bạn của mình. Bạn của bạn. Hôm nay là ngày rất hạnh phúc đối với bạn. Tôi nghĩ là như vậy. Chúc bạn nhiều may mắn. Xin chào bạn. Bạn đến từ đâu? Em đến từ Bến Tre. Bến Tre. Bến Tre có gì? Có dừa. Dừa rồi có gì nữa? Nữ thí sinh. Tóc dài bay trong gió. Dạ. Có phải người còn đó là con gái Bến Tre? Dạ phải. Và bạn lên Thành phố Hồ Chí Minh làm gì? Dạ, em chỉ lên đây là tham gia chương trình này thôi. Lên thi dạ. Xong rồi đi về. Dạ. Ồ, quá tuyệt vời. Chủ yếu là để gặp anh Linh nữa. Cảm ơn bạn, tôi cũng rất muốn gặp bạn. Và hôm nay tôi nghĩ rằng những điều may mắn thuộc về bạn. Bạn sẽ có quà đến về Bến Tre. Dạ. Bạn đến đây với ai? Em đến đây với bạn của em. Bạn của bạn. Tất cả mọi điều tốt lành, tất cả mọi điều may mắn sẽ thuộc về bạn, người con gái Bến Tre xứ dừa đồng khởi. Xin chào bạn. Dạ. Bạn đang suy nghĩ điều gì mà nhìn xa xăm vậy? Dạ không, em nhìn người nhẹ. Hả? Em nhìn người nhẹ thôi. Hôm nay bạn đến trường với ai? Dạ em đến cùng với mẹ và các bạn. Mẹ và các bạn của bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, cả ba thí sinh chúng ta sẽ có cơ hội gian nhau để tìm giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng của chương trình. Chúc mừng sinh nhật. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Ở vòng 1 này, thí sinh sẽ đoán tuổi các vị khách mời. Đoán đúng một vị khách mời, thí sinh sẽ nhận được âm 5 điểm. Và sau khi kết thúc, thí sinh nào có số điểm âm càng cao, thí sinh đó có cơ hội càng lớn bước vào vòng đặc biệt để nhận giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng. Trước khi bước vào câu hỏi đầu tiên, Linh sẽ tặng cho mỗi thí sinh mỗi người âm 5 điểm để làm quà may mắn và động viên tinh thần các bạn. Câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Xin chào các bạn đang xem chương trình chúc mừng sinh nhật. Vậy đố các bạn năm nay Dũng bao nhiêu tuổi? Có một bí mật nhỏ để các bạn dễ đoán hơn. Vào năm 4 tuổi, đó là lời Dũng nhận nhuận bút của bài hát Mẹ đi vắng. Đây là đạo diễn trẻ Nguyễn Quang Dũng. Anh đã thành công trong các phim như Nụ hôn thần chết và tác phẩm đầu tay là Con gà trống. Bây giờ chúng ta sẽ đoán xem đạo diễn trẻ Quang Dũng năm nay bao nhiêu tuổi? Mấy? Mấy à? Số mấy? 40. 35. 40. 37.
Tôi bật mí cho các bạn một điều là tôi tuổi con gà, tôi học chung với lớp đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Quang Dũng gọi tôi là anh. Hết. Xin mời bấm nút. 34, 37, bạn bao nhiêu? 34, 34, 37. Tôi nghĩ rằng là bạn Trâm có lẽ đúng hơn. Bây giờ xin mời Quang Dũng. Năm 4 tuổi Dũng ảnh nhượng bút lần đầu tiên đó là năm 1982. Và năm nay là năm 2009, bạn là 27 năm. Cộng với 4, tức là năm nay Dũng đã 31 tuổi rồi. Tôi học chung Quang Dũng mà cũng đoán sai luôn. Không ai trúng cả. Tiếp tục, câu hỏi số 2. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Hôm nay Hạnh Thúy rất là vui khi được đến với tất cả quý vị khán giả. Và bây giờ Hạnh Thúy có một câu hỏi dành cho tất cả mọi người đây. Đố quý vị, Hạnh Thúy năm nay bao nhiêu ký? Ý lộn, bao nhiêu tuổi chứ? Tại vì chương trình này là chương trình chúc mừng sinh nhật mà. Diễn viên Hạnh Thúy tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu và Điện ảnh. Cô công tác tại kịch Sài Gòn. Và hiện nay cô đang diễn ở các nhóm hài thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta đoán xem nữ diễn viên Hạnh Thúy năm nay bao nhiêu? Mấy? 39, 33, 36. Xin mời Thu Yến. 32, bạn Vân Anh là 33, bạn Trâm là 32. Xin mời. Từ nãy giờ Hạnh Thúy hy vọng là quý vị khán giả sẽ đón Hạnh Thúy chỉ từ 18 đến khoảng 25 tuổi thôi. Nhưng mà thật ra năm nay Hạnh Thúy 33 tuổi. 33. Chúc mừng cho bạn Vân Anh. Bạn là người đón chính xác. Câu hỏi cuối cùng, diễn viên nào đây? Xin mời hướng về màn hình. Xin chào chương trình chúc mừng sinh nhật. Quỳnh Anh rất vui khi được tham gia chương trình này. Quỳnh Anh làm khó các bạn một chút nha. Các bạn đoán thử xem Quỳnh Anh bao nhiêu tuổi? Phải có gợi ý đúng không? Trên 20, dưới 30. Các bạn đoán thử xem. Diễn viên Quỳnh Anh hiện đang công tác tại sân khấu 5B Võ Văn Tần. Có hai diễn viên, diễn viên ảnh trẻ Quỳnh Anh và diễn viên sân khấu Quỳnh Anh. Chúng ta đoán xem diễn viên Quỳnh Anh năm nay bao nhiêu tuổi? 24, 25, 33, tới đây. 23, 24, 25. Chúng ta hãy để tay bàn phím. Thu Yến 25, Bích Trâm 24 và bạn Vân Anh 24. Xin mời Quỳnh Anh. Lớn hơn 20, nhỏ hơn 30. Gợi ý này khó quá không các bạn? Quỳnh Anh năm nay sinh năm 1984, tức là 25 tuổi rồi. Chồng 25 tuổi. Và lần này thì Thu Yến là người chính xác. Chúc mừng bạn. Các bạn thân mến, có một luật chơi trong chương trình chúc mừng sinh nhật, đó là kính lão đắc thọ. Nếu như số điểm bằng nhau, chúng ta sẽ dựa vào số tuổi ai cao tuổi nhất, từ đó sẽ là người chiến thắng. Và ở trong cuộc thi vòng 1 này thì bạn Vân Anh và bạn Thu Yến bằng điểm nhau. Và bạn Thu Yến sẽ là người chiến thắng ở vòng 1. Chúc mừng bạn. Kính thưa quý vị, chúng ta bắt đầu vòng 2 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Mặc dù ở vòng 1 có người thắng cuộc nhưng chưa nói lên vấn đề gì cả. Ở vòng 2 này, nếu như thí sinh đoán đúng một câu hỏi, thí sinh sẽ nhận được âm 10 điểm. Bây giờ thì câu hỏi vòng 2 bắt đầu. Diễm Châu xin chào chương trình chúc mừng sinh nhật. Còn đây là cô của Diễm Châu. Các bạn thử đoán xem tổng số tuổi của hai cô cháu là bao nhiêu? Đây là người mẫu Diễm Châu. Và trước khi làm người mẫu, cô cũng đã học được cao đẳng sân khấu và điện ảnh. Và cô cũng đã tham gia phim. Hai người cộng lại là bao nhiêu tuổi? Số mấy? Số mấy là số đẹp nhất nào? 65, 75, 56. Rất nhiều con số dự đoán đưa ra. Rồi, Thu Yến có muốn thay đổi không? 65. Này sao tính thay đổi thành 65? Xin mời Diễm Châu. Vậy các bạn đã đoán được tuổi của hai cô cháu chưa nè? Cô năm nay bao nhiêu tuổi cô? Cô năm nay 35 tuổi. Diễm Châu là 25. Vậy tổng số tuổi của hai cô cháu là 60. Rất may cho bạn Vân Anh. Nếu như bạn không kịp thời thay đổi thì có lẽ giờ đây bạn cũng khá buồn đúng không? Câu hỏi cuối cùng, xin mời các bạn. Xin chào tất cả các khán giả và các thí sinh của chương trình chúc mừng sinh nhật. Xin chào.
À, chúng tôi là hai thành viên của nhóm Năm Bằng Kẻ. Và hôm nay chúng tôi có một câu hỏi dành cho các bạn. Đó là tổng số tuổi của Lan và Hương là bao nhiêu? Gợi ý như sau. Hương hơn Lan 4 tuổi và chúng tôi cùng thuộc thế hệ 7X. Xin chúc các bạn may mắn. Bảo Lan và Lan Hương, hai gương mặt cũng không xa lạ với chúng ta. Với nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ, đây chỉ mới hai dòng kẻ thôi. Nào, chúng ta đưa ra số dự đoán bao nhiêu? 35, 64, bên kia 85, 66, 6 người, 62, người 65, người 67, người 64. Rồi, xin mời. Rồi, 65. Có ai muốn thay đổi không? Có ai 70 không? Không ai thay đổi đúng không? Chúng ta sẽ biết kết quả. Lan sinh năm 1979. Như vậy năm nay Lan 30 tuổi. Hương sinh năm 1975. Tức là năm nay Hương đã 24 tuổi rồi đấy. Như vậy tổng số tuổi của Lan và Hương là 64. Xin chào các bạn. Phải nói là Quỳnh Linh cũng đoán khá chính xác. 30, 34 là 64. Nghĩa là bây giờ đã kết thúc rồi, không ai có quyền thay đổi nữa. Và chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng cho ai? Ai sẽ là người bước vòng đặc biệt đây? Chúng ta sẽ chia tay với hai người và chào đón một người đến vòng đặc biệt. Và tôi phải nói lời chào bạn và chúc mừng bạn. Bạn sẽ nhận được 3 triệu đồng. Và chúc mừng bạn luôn, người con gái Bến Tre. Bạn sẽ nhận được giải thưởng là 2 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Dạ. Và chú ý, em của Siêu Black. Bạn hôm nay bạn rất ấn tượng với mọi người với mái tóc rất đẹp. À, và bạn sẽ nhận được giải thưởng là 3 triệu đồng. Chúc mừng bạn luôn. Và chúng ta cùng nhau chúc mừng cho người thắng cuộc để đến vòng đặc biệt. Đó là ai? Là bạn Vân Anh. Chúc mừng bạn. Chúc mừng sinh nhật cho tất cả nhà trong tuần này. Hãy chú ý vào đây. Chúc mừng bạn Vân Anh, 24 tuổi, đã đến với vòng đặc biệt của chương trình. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng bạn. Niềm vui lại nối tiếp niềm vui. Bây giờ thì bạn sẽ có nhiều may mắn nữa ở 3 vòng quay. Quay 3 vòng cộng lại 21, bạn sẽ nhận được 30 triệu đồng. Xin mời bạn quay vòng đầu tiên. Ở vòng quay đầu tiên thì tôi thấy rằng bạn chưa tự tin lắm, đúng không? Con số mấy sẽ dừng lại đây? Số 5. Vẫn như vậy, vòng quay thứ hai tiếp tục. Nếu như mà 3 vòng còn lại bằng 21 thì quá là tuyệt vời, đúng không? Dạ. Đã bao lần bạn có giải thưởng khoảng 30 triệu đồng rồi? Dạ chưa. Chưa có đúng không? Dạ. Lần này hy vọng sẽ có. Số 5 rồi.